Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Sửu tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành Nin mệnh, dạn hạ thủy, ngày đinh sửu, tức can sinh chi, nghĩa là họa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, giản hạ thủy, kỵ tuổi, tân mùi, kỵ mùi, ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân mùi, kỵ mùi, tuổi xung trong tháng, Tuổi quý dậu, kỷ dậu, ất sửu, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao hoàng ân, tốt mọi việc. Về sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu, xấu mọi việc, sao cựu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao câu trận, kỵ về an táng, sao tứ thời cô cỏ, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu, bạn sẽ trải qua một ngày rất có thể sẽ có được may mắn khi tìm được nhân duyên trong ngày hôm nay ở bên cạnh mình. Ngày này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của cục diện Tý Sửu nhị hợp thủy cục cho thấy có khi đây chính là định mệnh mà ông trời dành cho bạn nữa. Với bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, bởi vốn dĩ người ấy cũng luôn ở bên cạnh bạn, quan tâm, chăm sóc cho bạn. Chỉ là bạn không nhận ra tình cảm của đối phương đang dành cho mình mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh, cho thấy những sai sót mà bạn tuổi Tý gặp phải trong công việc khi tỏa ra quá cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của bất cứ ai mà hành sự công việc cũng vì thế mà gặp phải nhiều trở ngại, khó khăn ngoài ý muốn. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim gặp phải nhiều vấn đề khó xử lý, từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy tình duyên trắc trở không được như ý muốn, từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nên hiểu được những khó khăn ở thời điểm hiện tại, từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ hãy theo đuổi tình yêu khi có thể từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc sống hết mình để không phải hối hận về sau này vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bà tuổi Sửu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu cần phải cẩn trọng khi làm việc với người lạ, tránh mắc phải những sai lầm không đáng có, tin người không đáng tin, khiến cho bao nhiêu công sức vất vả từ trước tới nay của bạn đều tan biến thành bọt biển. Với bạn tuổi xỉu, bạn chưa hề biết hết, không chỉ người lạ mà cả người quên cũng có thể trở thành mối nguy hại với bạn khi mà bạn đang có điểm báo, tiểu nhân vận đang tăng lên, bạn mệnh có thể vì thế mà mất đi nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức với mình. Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, đây còn là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn đang đi xuống, bạn mệnh lo lắng mất ăn mất ngủ, sức khỏe cũng theo đó mà suy kiệt, dễ mắc phải các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có nguy cơ bị tiểu nhân đe dọa, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy mất đi bao nhiêu công sức vì bị chơi xấu, đâm sau lưng, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, sức khỏe không tốt, dễ mệt mỏi, tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ nên hiểu đâu là sai sót của mình để rút ra kinh nghiệm, tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc trở nên lơ là, bỏ bê chính bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy với bạn tuổi dần đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho công việc của bạn tuổi dần trong thời điểm này không được tốt cho lắm bạn mệnh dễ có những suy nghĩ tiêu cực phủ nhận những thành quả mà mình đạt được tự ti với chính bản thân mình với bạn tuổi dần đang có nhiều cơ hội để cho bạn thể hiện mình nhưng vì thiếu đi sự tự tin mà bạn đã để lỡ mất đây có lẽ là điều khiến cho bạn thấy vô cùng đáng tiếc. Vì vậy, với bà tuổi dần nên tìm cách để vực dậy tinh thần của mình đi thôi. Và ngày này với bà tuổi dần cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, sẽ dẫn đến sự bất hòa trong gia đình. Với bà tuổi dần cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề, đừng có bốc đồng mà khiến cho chính người mình yêu thương phải chịu nhiều tổn thương về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy công việc tín trị chậm chạp tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa dễ lơ là thiếu đi sự tập trung trong công việc tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm vướng phải nhiều rắc rối chưa được giải quyết tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc cần phải hiểu hơn về người mình yêu tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đừng cố chấp mà nên học cách lắng nghe và thay đổi Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mão đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh và đây là thời cơ làm giàu cho bạn tuổi Mão đã đến rồi. Với bạn tuổi Mão, cần phải mạnh dạn, dám nghĩ dám làm để không bỏ lỡ thời cơ quý báu khi đang có được thần tài chia chở ở bên hỗ trợ nâng đỡ cho bạn. Với bạn tuổi mạo có được nguồn thu nhập trong ngày hôm nay sẽ tăng lên gấp bội. Bạn cần phải nỗ lực phấn đấu, phát huy hết năng lực của mình. Sẽ khá bận rộn và mệt mỏi cho bạn nữa. Nhưng bạn yên tâm khi tiền đếm mỗi tay thu về, bạn sẽ thấy hết mệt mà thôi. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc thổ bất dung, cái điều này cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân sẽ vẫn chưa tìm được cơ hội để có thể bày tỏa tình cảm với người mà mình yêu và điều đó khiến cho bạn khó chịu ở trong lòng. Với bạn tuổi mão, hãy thử tìm cách để khiến cho người ấy dần cảm nhận được tình yêu mà bạn dành cho người ấy. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, cơ hội làm giàu đang đến rất gần. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, thu nhập trong ngày hôm nay khá dồi dào. Tử vi tuổi Kỵ Mão thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình không được như ý muốn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, dễ bị hiểu lầm vì những chuyện không đâu. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, gia đạo kiếm an in, nhiều mâu thuận nảy sinh và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn đang phải trải qua một ngày vấp phải nhiều sự chỉ trích về chuyện tình cảm của mình. Ngày này với bạn tử thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xịu mùi. Bạn tử thìn không quá quan tâm tới lời nói của những người xung quanh nhưng ngay cả người thân cũng phản đối khiến cho bạn phải đau lòng về chuyện tình cảm. Với bạn tử thìn mong muốn nhận được lời chúc phúc của mọi người nhưng kết cục chẳng được như ý muốn. Bạn cần phải bình tĩnh tìm ra vấn đề nằm ở đâu để tránh việc càng ngày càng rối, chẳng nên chuyện gì. Và may mắn là trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tử thìn đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh, vì vậy bạn hãy dành nhiều thời gian trong ngày hôm nay cho công việc, điều đó sẽ giúp cho bạn cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều, chớ nên đắm chìm mãi trong suy nghĩ đau khổ mà lại làm hại chính bản thân mình. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển tốt, cần nỗ lực nhiều hơn. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, chuyện tình cảm kiếm xuân xỉa, dễ buồn phiền. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, đào hoa ảm đạm, không tìm được lối ra. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nên hiểu và thông cảm cho người mình yêu. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đừng có từ bỏ khi còn hy vọng. Về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu sửu phù trợ, cho nên con đường tình duyên của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay khá chi là tốt. Bạn mệnh có thể tự mình tìm thấy được tình yêu chứ chẳng cần phải nhờ cậy tới ai dẫn lối đưa duyên cho bạn. Bạn cũng biết mình cần người như thế nào để ở bên mình cả cuộc đời này. Ngày này, đối với các cặp đôi thì hôm nay mọi chuyện đang suôn sẻ đúng như ý muốn. Bạn có được cơ hội tốt để chứng tỏ tình yêu của mình, chẳng hề phai nhạt theo thời gian, cũng hâm nóng tình cảm với người mình yêu thương. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, còn đảm bảo cho bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định trong ngày hôm nay. Bạn mệnh làm tốt công việc của mình nên không gặp phải khó khăn gì đáng kể về tài chính, về cơ bản, mọi chuyện đều khá chi là ổn thỏa cho bạn trong ngày. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa có được thu nhập ổn định, tài chính vượng vàng, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, công việc đảm bảo cho nguồn thu nhập trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, tình duyên tới lúc nở hoa rực rỡ. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, đừng có từ chối khi tình yêu đã gõ cửa trái tim. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, cần hiểu mình đang thiêu đuổi điều gì. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bạn tử ngọ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện, xỉu ngọ tư hại và bạn đang có điểm báo, cảm thấy mệt mỏi vì những mâu thuẫn trong gia đình. Cứ người này đổ lợi cho người kia trong khi vấn đề cốt lõi và cách giải quyết thì chẳng ai quan tâm. Và với bạn tuổi ngọ, gánh nặng đặt lên vai khiến cho bạn có những lúc cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả. Dù bạn là người yêu tự do nhưng bạn cũng yêu gia đình mình nên cuối cùng vẫn chẳng thế nào bỏ hết được tất cả mà đi. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh mang đến cho bạn có được tia hy vọng mới về chuyện tiền bạc. Chỉ cần bạn biết cách lợi dụng những thế mạnh sẵn có mà bản thân mình có có thể khiến cho bạn kiếm được một khoản tiền kha khá. khá từ nghề tay trái của mình nữa rồi. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tiền tài không phải là điều lo lắng. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, nguy hại từ các mối quan hệ xã giao. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, chuyện tình cảm lứa đôi, trên bờ vực tan vỡ. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, không tìm ra được hướng đi cho mình. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc biết lợi dụng thế mạnh của bản thân để kiếm tiền từ nghề tay trái. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi mùi xem tử vi cho thấy bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi. Cái điều này sẽ gây ra nhiều bất lợi về chuyện tình cảm cho bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi mùi, cứ ngỡ rằng hạnh phúc đã ở trong tầm tay, nhưng tới cuối cùng bạn lại phải thất vọng bịa bàng, chẳng biết phải tin vào ai nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Đây là điểm cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ bị tiểu nhân lừa gạt với bạn tuổi mùi nên thận trọng. Tiểu nhân có thể xuất hiện trong cả chuyện tình cảm, lẫn công việc, lừa cả tình mà lừa cả lòng tin của bạn nữa với bà tuổi mùi, đặt nặng về tình cảm, sống thiên về cảm xúc, cho nên chỉ cần sập bậy của kẻ tiểu nhân sẽ trở thành kẻ thế mạng cho những âm mưu thâm độc. Bà tuổi mùi, bạn cần phải tỉnh táo để phân biệt đâu là kẻ xấu, đâu là người tốt. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim nên tỉnh táo để tránh mắc phải sai lầm. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy chớ nên dùng cảm xúc trong công việc tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa cần phải phân biệt được người tốt kẻ xấu tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tự làm hại mình thì không ai cứu được tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc tình yêu không phải là trò đùa trẻ con vài đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thân đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn khá nhiều trong công việc với bạn tuổi thân có thể đạt được những bước tiến vượt bậc khi mà bạn thành công trong việc giành lấy cơ hội để thể hiện năng lực của mình cấp trên cùng công nhận và dần tin tưởng, trao thêm cho trọng trách quan trọng. Bạn mạnh tuổi thân hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để cho thấy được năng lực của mình là có thật chứ không phải là ăn nhờ ở đâu. Ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có thổ dưỡng cho kim, cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang tiến triển khá tốt và hôm nay quả là một ngày may mắn của bạn mệnh. Với bạn, hạnh phúc đám chìm trong tình yêu chẳng muốn phải rời xa người mình yêu thương nữa. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, đường tình duyên vượng sắc, sớm có người thương. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, công việc được hanh thông, thuận lợi như ý muốn. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, có được những thành công của riêng mình. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, đạt được thành quả ngoài sức mong đợi. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, cần hiểu đâu là giới hạn, không thể vượt qua được. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ V tuổi giàu thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi giàu, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi giàu đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu xỉu phù trợ. Bạn đang có được vận quý nhân trợ mệnh, với bạn sẽ gạt bớt được những nỗi lo về chuyện tình cảm. Bạn tuổi giàu chán nạn nghe những lời thúc giục của người thân, gia đình và sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình yêu để cuộc đời bước sang một trang sự mới. Trong ngày thứ ba này với bạn tử dậu, tình yêu sẽ gõ cửa trái tim và bạn sẽ cảm thấy đôi chút hối tiếc vì mình đã không yêu sớm hơn một chút nữa. Sự ngọt ngào và say đắm của thuở mới yêu khiến cho bạn tuổi dậu thấy điều gì đó quanh mình cũng toàn là màu hồng cả. Ngày này, bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, mang thêm niềm vui tới cho bạn khi mà với những khó khăn trong công việc của bạn dần được lùi xa, thay vào đó là những thành công bước đầu khi bạn tuổi dậu dám đưa ra những bước đi khá chi là mạnh dạn. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, tình yêu đến không cần phải trần trừ do dự. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nên hiểu được điểm tựa của mình nằm ở đâu. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ vượt qua khó khăn, thử thách để chứng tỏ bản thân. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc cần phải biết được khúc mắc ở đâu để giải quyết. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim chớ nên sao lãng việc của chính mình. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt, thứ ba, ngày 30 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bạn Tử Tuất, xem tử vi cho thấy, bạn Tử Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất xỉu mùi, đây là điểm báo không tốt về chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn, trong gia đình đang có sự lục đục, các thành viên dường như không quan tâm chăm sóc đến nhau và chỉ như những người ở trong chung một nhà mà thôi. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn Tử Tuất lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh sẽ nâng bước cho bạn trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn mệnh không cần phải quá lo lắng, cứ làm tốt công việc của mình thì cũng sẽ có được vị trí xứng đáng với năng lực của mình mà thôi. Ngày này với bạn tuổi tuất đang có được cơ hội để bạn mệnh có thể thăng quan tiến chức không nhiều nhưng không phải là không có với bạn nên biết tận dụng thời cơ để có thể giành được thành công mà mình hằng mong đợi. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển tốt ngoài mong đợi, từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có nhiều vấn đề cần phải bình tĩnh xử lý, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên hiểu đâu là điều quan trọng nhất, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, gia đình có sự mâu thuẫn, lục đục không thôi, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, gặp nhiều khó khăn về chuyện gia đình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường màu trắng màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thân, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi trong ngày hôm nay đang có được cơ hội tốt để hàn gắn lại những vết nứt trong mối quan hệ gia đình, Ngày này với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tư hội sẽ giúp cho bạn một lần nữa nhìn thấu được vấn đề, hiểu được những khó khăn mà đối phương phải chịu đựng trong suốt thời gian vừa qua. Cuộc sống khi biết yêu thương và chia sẻ thì tình cảm cũng sẽ dần trở lại. Đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng mình là người thiệt thòi mà không hề quan tâm tới cảm nhận của đối phương. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho quân đường tài lộc của bạn đang nảy sinh nhiều vấn đề. Bạn mạnh tuổi hợi chi tiêu hoang phí, không cần thiết khiến cho túi tiền của mình mới còn, đang đầy, đã vơi đi ngay lập tức về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa cần phải kiểm soát thói quen tiêu tiền của mình từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ chớ nên phung phí về tiền bạc không cần thiết từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên hiểu đâu là điều mình cần bảo vệ từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim mâu thuận về tình cảm được hóa giải từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy tìm lại được tình yêu lứa đôi về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.